phát sinh trắng các bạn. Sau đây đang phát sinh thì hướng dẫn các bạn buộc link săn hàng. Link này là chập đôi các bạn nhé. Chập đôi thì đây, trước tiên là các bạn share đây. Đây là link đang thường dùng để săn hàng nhé. Link Bennett đang thường dùng. Các bạn cắt dài tầm 1m đến 1m2 thì các bạn nào câu linh dài hay linh ngắn. Đây, đang cứ cắt dài ra. Đã săn hàng đừng ngại tốn tí linh. Bạn cắt dài ra một tí. Cắt dài ra một tí. Để buộc cho nó thoải mái, nó dễ buộc. Chập đôi nhé các bạn nhé. Đôi thì các bạn chập được nhé. Đầu này bằng trước đi. Sắp đầu này bằng trước nhé. Hai đầu bằng trước. Và đi khi bằng rồi nhé. Các bạn xe gấp đôi này. Rồi cầm hai tay này. Xoắn dây nhé. Các bạn xoắn dây vào. Xoắn dây. Đấy, xoắn dây. Cứ xoắn này. Xoắn hết càng dài càng tốt. Thì đây là chập đôi. Chúng tôi để dùng để săn hàng. Cứ xe đi. Trong miền Nam gọi là xe. Các bạn xoắn này. Nếu các bạn muốn dày cái đoạn xoắn này tí, các bạn kéo ra cái các bạn xoắn lại. Đây mình không cần thiết. Đây cho nó thẳng, lực nó dàn đều được. Xoắn này. Xoắn các bạn xe càng dài thì các bạn buộc đinh nó dễ thoải mái. Nhìn đều nhá. Đấy, xe sao đều như này các bạn ạ. Càng xe như này càng đều của nó. Hơi mất một thời gian một tí nhưng mà đảm bảo không bị đứt linh săn hàng, không sợ. Và các bạn nào đánh rô phi cũng không sợ đâu, rô phi là hại linh lắm cũng không sợ. Càng dài càng tốt nhá. Dài rồi đấy, cũng tương đối, cứ cố xe hết nữa. Tí nữa, cho thoải mái, buộc cho dễ. Đấy, cho các bạn xe xong nhé, các bạn thắt một cái nút ở đây. Thắt một cái này, cái nút này chỉ có tác dụng giữ sống tở được tử cước thôi, không tác dụng gì. Không cần chắc lắm, đoạn này không chắc lắm, tới tí thì cũng cắt đi thôi. Đúng không? Cắt đi luôn vào. Tạo này nó vừa. Đến là lưỡi. Đây tứ 12 dáng mắc lai, bạn luồn qua cái này. Không cần để tháo lưỡi các bạn nhé. Tháo lưỡi nó sẽ bị mắc vào tay, mất thời gian. Đấy. Luồn như này coi như là hai dây chịu lực các bạn nhé, rút cao lên, rút cao lên, gấp lại. Các bạn nào muốn cái mối buộc của nó cao ấy, theo tầng thì các bạn quấn càng nhiều. Đây quấn cho các bạn xem, quấn từ 10 đến 5 vòng, 1 này, 2 3 4
5 6 7 8 9 10 đó là giữ này, đây cái đầu dây gọn gấp rồi, đấy. Gọn gấp, các bạn luồn qua cái đầu dây gọn gấp đấy, luồn qua nhé, luồn qua đầu dây gọn gấp này, mọi luồn được ngược lại cái đoạn vừa luồn, đấy. Đấy, rút cái dây này ra. Làm tí nước bọt cho nó trơn các bạn ơi. Rút cho dễ. Rút này. Rút từ nhá. Rút một đoạn đấy xong lại rút dây này. Đó. Các bạn cắt dây thừa đi. Bạn xem tháo lưỡi cho các bạn xem phần xoắn dây ở đây. Nó chùm này cũng tránh lục, tránh lật lưỡi cứng. Đây, rất cứng. Chung đôi cái linh. Đoạn này nó hơi cong một tí vì rồi kéo hơi ấy, kéo hơi mạnh tí nên nó hơi xoăn xoăn linh. Tiếp đến là phần trên. Trên đây các bạn, đây là lõi dây điện thoại loại to này. Đây là cái thép và hạt chặn các bạn, luồn qua lõi vì cái này mình chập đôi. Mình chập đôi nên mình phải dùng cái dây này mình luồn qua nó dễ luồn. Bạn luồn tay khó luồn. Đây cái nó dây được cái thép của cái hạt chặn này các bạn. Bạn chế. Đây là đinh tán, đinh rút. Rút qua nhé, rút qua. Đấy, rút qua rất dễ. Đấy, ứng chừng các bạn, ứng chừng. Gấp một tí. Gấp nhé. Cũng giống kiểu buộc kia thôi các bạn ạ. Giống kiểu buộc cả lưỡi thôi. Gấp này. Bạn gấp một đường nữa. Đấy. Gấp hai đường. Không giả lại một đường nữa. Các bạn quấn. Cái này không cần quấn nhiều. Quấn từ 3 đến 5 vòng là được. Đấy. Bạn nhìn đầu. Đây một lỗ. Lỗ này thì không có sỏ. Không cần sỏ. Lỗ này là lỗ sỏ. Bạn quấn. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Đấy, bạn cuốn vậy nhá, bạn xỏ vào đây, xỏ vào lỗ này, bạn xỏ ngược lại, nhé, xỏ vào cái vòng này, đây, bạn xỏ vòng đấy rồi nhá, xong bắt đầu cái bạn xỏ đến vòng này. Đó. Thế thôi. Làm tí nước dãi. Nó trơn. Rít dây vừa sỏ.
cái dây này, các bạn zip. Các bạn cầm dây giật này, giật thoải mái, càng giật nó càng chắc, giật giật càng thoải mái, căng tay thôi. Cắt cái dây thừa đi. Đó, các bạn nhìn. Hơi mất một thời gian một tí nhưng mà chắc đảm bảo không bị đứt lìa. Cứ phải chơi chất đôi. Đơn giản vậy các bạn. Vừa rồi Hải Đăng Phát Sinh đã giới thiệu các bạn cách buộc link săn hàng. Hải Đăng Phát Sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Phát Sinh.